Xin chào các em, hôm nay đã đến với tiết học ôn tập cuối học kỳ 2. Chúng ta sẽ đi vào nội dung ôn tập về phần lý thuyết của hai chủ đề. Chủ đề đầu tiên là chủ đề 3, trang phục và thời trang. Chủ đề tiếp theo đó chính là chủ đề 4, đồ dùng điện trong gia đình. Chúng ta sẽ đến với nội dung lý thuyết trong chủ đề 3, trang phục và thời trang. Nội dung đầu tiên, các loại vải thường dùng trong may mặc. Chúng ta cần nhớ đến 3 loại vải sợi. Vải sợi đầu tiên là vải sợi thiên nhiên, có nguồn gốc từ động vật và từ thực vật. Vải sợi thiên nhiên có độ hút ẩm cao nên mặc vào rất là thoáng mát, nhưng nhược điểm của nó là dễ bị nhăn và khi mà chúng ta giặt thì phơi lâu khô. Loại vải sợi thứ hai chúng ta cần nhớ đó chính là vải sợi hóa học. Trong vải sợi hóa học thì người ta được chia ra làm hai loại vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp. Chúng được dệt từ các loại vải sợi do con người tạo ra từ một số chất hóa học. Tính chất của vải sợi nhân tạo là ít nhầu và có độ hút ẩm tốt nên mặc vào rất là thoáng mát. Đối với vải sợi tổng hợp thì ưu điểm của nó là không bị nhăn, có thấm mồ hôi là nhược điểm nên khi mặc vào chúng ta cảm thấy không thoáng mát. Vải sợi cuối cùng đó chính là vải sợi pha. Vải sợi pha được kết hợp từ hai hoặc nhiều loại vải sợi khác nhau, nên vải sợi pha thường được có được những ưu điểm và nhược điểm của các loại vải sợi thành phần chứa trong đó. Nội dung thứ hai đó chính là bài trang phục. Trong bài trang phục này thì chúng ta cần lưu ý về các loại trang phục thường dùng, như là trang phục theo thời tiết, trang phục theo công dụng, trang phục theo lứa tuổi, trang phục theo giới tính. Ngoài ra, chúng ta cần phải phân biệt các loại lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng của cơ thể của chúng ta, lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi, lựa chọn trang phục phù hợp với môi trường và tính chất công việc. Ngoài ra, chúng ta còn lựa chọn trang phục theo những cái màu sắc của quần và áo. Tiếp theo, về việc sử dụng và bảo quản trang phục, thì các em cần lưu ý chúng ta sẽ có 3 công việc. Công việc đầu tiên đó chính là giặt phơi. Trong quá trình giặt phơi là khi chúng ta giặt phơi đúng cách thì sẽ giúp cho quần áo của chúng ta được sạch, đẹp, đồng thời cũng giúp cho quần áo của chúng ta được bền và lâu hơn. Chúng ta sẽ có 2 cách giặt. Cách giặt đầu tiên là giặt bằng máy, cách giặt thứ hai đó chính là giặt bằng tay. Tùy theo loại quần áo mà chúng ta sẽ lựa chọn cách giặt tương ứng cho phù hợp. Công việc thứ hai trong việc bảo quản trang phục đó chính là ủi quần áo. Những dụng cụ chúng ta sử dụng trong quá trình ủi quần áo đó chính là bàn ủi, bình phun nước và cầu là. Việc ủi quần áo sẽ giúp cho quần áo của chúng ta thẳng hơn trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Công việc sự bảo quản cuối cùng đó chính là cất giữ trang phục. Đối với những quần áo mà chúng ta thường sử dụng, chúng ta có thể treo hoặc gấp gọn bỏ vào trong tủ quần áo. Còn những quần áo chúng ta ít khi nào sử dụng thì chúng ta nên cho vào túi ni lông hoặc là trong hộp để chúng ta cất giữ để tránh tình trạng ẩm mốc hoặc có những các loại côn trùng làm hư hỏng. Đối với mỗi loại trang phục, quần và áo đằng sau thì sẽ có dán một cái tem nhãn hướng dẫn sử dụng. Trong cái tem nhãn đó thì nó sẽ ghi cho chúng ta các ký hiệu về giặt quần áo hoặc các ký hiệu về ủi quần áo cũng như cách bảo quản trang phục. Chúng ta có thể căn cứ vào đó mà bảo quản trang phục cho phù hợp để giúp cho trang phục của chúng ta có thể sử dụng được lâu hơn. Đến với nội dung cuối cùng trong chủ đề 3 đó chính là thời trang. Đối với nội dung này thì chúng ta nên xác định được phong cách thời trang của bản thân mình. Chúng ta nêu được cái tính chất, thể hiện được tính cách của người mặc thông qua cái bộ trang phục đó. Lựa chọn cho mình những cái phong cách thời trang đặc điểm, đặc biệt hợp với bản thân của mình, cũng như là cái môi trường chúng ta sinh hoạt và điều kiện tài chính của gia đình. Các em cần lưu ý một số lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn trang phục theo thời trang.
Lưu ý đầu tiên là chúng ta phải xác định được đặc điểm vóc dáng của người mặc. Lưu ý thứ hai là xác định được xu hướng thời trang, phong cách thời trang lúc đó, lúc bấy giờ như thế nào, giản dị, trẻ trung, năng động hay là dịu dàng, vân vân. Sau khi chúng ta đã xác định được phong cách thời trang thì chúng ta sẽ lựa chọn loại trang phục phù hợp với lứa tuổi của chúng ta, phù hợp với môi trường hoạt động và điều kiện tài chính của gia đình. Chúng ta có thể lựa chọn những trang phục thoải mái, dễ hoạt động hoặc những trang phục đơn giản không quá cầu kỳ. Màu sắc tươi sáng phù hợp với tính cách của chúng ta. Lưu ý thứ tư các em cần lưu ý đó chính là màu sắc và kiểu may của trang phục phải phù hợp với vóc dáng của chúng ta để giúp cho vóc dáng của chúng ta trông cân đối hơn hoặc trông thon gọn hơn. Lưu ý cuối cùng là chúng ta sẽ lựa chọn các vật dụng đi kèm hay nói cách khác là các phụ kiện như là mũ, giày, dép, cài tóc hoặc là những cái túi thì phải phù hợp với trang phục của chúng ta chọn để có tạo nên được sự đồng bộ giữa các kiểu trang phục với nhau. Đến với chủ đề tiếp theo đó chính là chủ đề 4, đồ dùng điện trong gia đình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng của các đồ dùng điện đó. Một số đồ dùng điện thông dụng nhất trong gia đình chúng ta hay sử dụng đó chính là bàn ủi, đèn led và máy xay thực phẩm. Đối với bàn ủi thì chúng ta nên lưu ý về cấu tạo của bàn ủi. Bàn ủi sẽ có 3 bộ phận chính. Bộ phận đầu tiên đó chính là vỏ bàn là để bảo vệ các bộ phận bên trong của bàn là. Bộ phận thứ hai đó chính là dây đốt nóng, tạo sức nóng dưới tác động của dòng điện. Bộ phận thứ ba là bộ điều chỉnh nhiệt độ để cho bàn là đạt được nhiệt độ thích hợp cho từng loại vải mà chúng ta ủi. Ngoài ra đối với thông số kỹ thuật của bàn là thì chúng ta nên nhớ đến công suất định mức và điện áp định mức. Công suất định mức đọc là watt, ký hiệu là W. Điện áp định mức của chúng ta đọc là volt, ký hiệu là V. Đối với nguyên lý làm việc của bàn ủi thì chúng ta có thể hiểu ngắn gọn. Có thể nhớ ngắn gọn như sau. Khi mà chúng ta cấp điện, hay nói cách khác khi chúng ta cắm điện cho bàn là và sau đó chúng ta xoay bộ điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí thích hợp cho các loại vải mà chúng ta cần ủi. Sau đó dòng điện sẽ bắt đầu truyền tải qua dây đốt nóng. Sau khi truyền tải qua dây đốt nóng thì bàn là sẽ dừng nóng lên. Khi bàn là nóng tới nhiệt độ nhất định mà chúng ta đã điều chỉnh ban đầu thì sẽ tự động đóng hoặc ngắt dòng điện truyền qua dây đốt nóng để giữ cho nhiệt độ của bàn là luôn ổn định ở giá trị nhiệt độ đã đặt trước đó. Về quy cách mà chúng ta sử dụng bàn là thì các em cần lưu ý và cần nhớ 5 bước. Bước đầu tiên chúng ta sẽ đọc nhãn hướng dẫn để chúng ta có thể biết được thành phần của loại vải đó và loại vải đó, quần áo đó có được phép cho phép ủi hay không được ủi. Hoặc các thông tin trên áo cho chúng ta biết là chúng ta cần ủi ở nhiệt độ bao nhiêu độ C. Ngoài việc đọc nhãn hướng dẫn ra thì chúng ta nên phân loại quần áo để giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian hơn trong quá trình mà chúng ta có thể ủi đồ. Bước thứ ba trong việc mà chúng ta cần lưu ý trong quá trình sử dụng bàn ủi đó chính là kiểm tra độ an toàn của dây dẫn, phích cắm và mặt bàn là. Việc kiểm tra như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta. Khi chúng ta kiểm tra dây dẫn điện thì chúng ta sẽ phát hiện được những cái lớp vỏ cách điện có còn xài tốt hay không hoặc có bị bong tróc hay không. Mặt bàn là có bị rò rỉ điện hay không, nó sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta hơn. Bước thứ ba chúng ta cần lưu ý trong quy trình sử dụng bàn ủi đó chính là cấp điện cho bàn ủi. Khi chúng ta cấp điện cho bàn ủi thì sẽ có đèn báo tín hiệu sáng lên. Và sau khi cấp điện cho bàn ủi xong thì chúng ta sẽ đến bước thứ tư đó chính là điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với loại vải mà chúng ta ủi. Sau đó chúng ta sẽ ủi quần áo. Đối với những ủi quần áo bằng vải lụa và vải ni lông thì chúng ta chỉ điều chỉnh ở nhiệt độ thấp, còn đối với những cái quần áo bằng chất liệu vải len thì chúng ta sử dụng nhiệt độ trung bình. Còn đối với những quần áo từ vải bông và sợi lanh thì chúng ta sử dụng ở nhiệt độ cao. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ tắt bàn ủi và rút phích cắm.
Khi chúng ta tắt bàn ủi thì chúng ta nên lưu ý để bàn ủi nguội rồi chúng ta hãy đem đi mang cất. Và khi tắt bàn ủi thì chúng ta nên dựng đứng bàn ủi. Đến đồ dùng điện thứ hai trong nội dung bài học, đó chính là đèn LED. Về cấu tạo của đèn LED cũng tương tự như bàn là, sẽ có 3 bộ phận chính. Bộ phận đầu tiên đó chính là vỏ đèn. Vỏ đèn sẽ bao gồm chụp đèn và đuôi đèn, có chức năng là bảo vệ bản mạch LED, bảo vệ bộ nguồn và có chức năng cắt điện để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Bộ phận thứ hai đó chính là bộ nguồn. Bộ nguồn này sẽ giúp biến đổi điện áp nguồn điện cho phù hợp với điện áp sử dụng của đèn LED. Bộ phận thứ ba đó chính là bản mạch LED. Bản mạch LED sẽ giúp ra phát ra ánh sáng khi mà chúng ta đã cắt điện vào. Tương tự đó, thông số kỹ thuật của đèn LED chúng ta cần phải nhớ đó chính là công suất định mức và điện áp định mức. Về phần nguyên lý làm việc của đèn LED cũng tương đối đơn giản. Khi mà chúng ta cắt điện cho đèn LED thì bộ nguồn trong đèn sẽ biến đổi nguồn điện cung cấp phù hợp với điện áp sử dụng của đèn và truyền dòng điện đến bản mạch LED và làm cho đèn phát ra ánh sáng. Chúng ta nên lưu ý trong quá trình chúng ta sử dụng đèn LED thì chúng ta không nên vệ sinh đèn bằng những vải ướt mà chúng ta nên sử dụng các loại vải khô và sạch để vệ sinh. Và chúng ta không đặt đèn trực tiếp dưới nắng mặt trời hoặc những nơi có nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ ẩm ướt. Không đặt gần những nơi có những chất dễ gây cháy nổ thì nó sẽ không đảm bảo được an toàn cho chúng ta. Đến với loại đồ dùng điện thứ ba mà chúng ta đã tìm hiểu, đó chính là máy xay thực phẩm. Về phần cấu tạo của máy xay cũng sẽ gồm 3 bộ phận chính. Bộ phận đầu tiên là thân máy. Trong thân máy của chúng ta, của máy xay thực phẩm sẽ bao gồm một động cơ điện bên trong. Động cơ điện sẽ hoạt động khi có dòng điện truyền qua, làm cho lưỡi dao quay trong cối. Bộ phận thứ hai đó chính là cối xay. Chúng ta sẽ có một cối xay lớn và một cối xay nhỏ. Trong cả hai cối xay sẽ có lưỡi dao được nối trực tiếp với trục động cơ của thân máy để cắt nhỏ nghiền nát các loại thực phẩm khi mà động cơ bắt đầu hoạt động. Bộ phận thứ ba đó chính là bộ phận điều khiển, sẽ gồm các nút phím dùng để tắt mở máy. Ngoài ra còn có những các chế độ thay đổi các tốc độ quay. Đối với thông số kỹ thuật của máy xay thực phẩm thì chúng ta cũng sẽ nhớ về công suất định mức và điện áp định mức. Nhưng chúng ta sẽ nhớ thêm một phần nữa, đó chính là dung tích xay, hay nói cách khác là dung tích của cối xay, là sẽ bao gồm, chúng ta sẽ đọc là lít, viết tắt là chữ L. Về phần nguyên lý làm việc của máy xay thực phẩm, khi mà chúng ta cấp điện cho máy xay thực phẩm và lựa chọn tốc độ quay phù hợp thì bằng các nút điều khiển thì động cơ sẽ bắt đầu hoạt động, làm cho quay lưỡi dao trong cối, từ đó sẽ cắt nhỏ thực phẩm ra theo ý muốn của chúng ta. Khi mà chúng ta sử dụng thực phẩm, sử dụng máy xay thực phẩm thì chúng ta cần lưu ý. Đầu tiên, chúng ta sẽ sơ chế các loại thực phẩm cần xay để đảm bảo an toàn thực phẩm. Sau đó, tùy theo từng loại thực phẩm mà chúng ta có thể cắt thái thực phẩm. Tiếp theo, sau khi đã cắt thái thực phẩm xong thì chúng ta sẽ bỏ thực phẩm lắp cối xay vào thân máy, cho những nguyên liệu vừa cắt thái bỏ vào trong cối xay và đậy nắp lại. Tùy theo loại thực phẩm mà chúng ta sẽ chọn tốc độ quay cho phù hợp sau khi mà chúng ta đã cắm điện xong. Sau khi xay xong thì chúng ta nên tắt máy rồi lấy thực phẩm ra khỏi cối xay. Vệ sinh và bảo quản máy xay thực phẩm sau khi sử dụng xong và để ở nơi khô ráo. Việc mà chúng ta lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm điện, giúp cho chúng ta tiết kiệm điện thì chúng ta nên lựa chọn phụ thuộc vào các tiêu chí sau đây. Tiêu chí đầu tiên là lựa chọn đồ dùng điện có công suất định mức và tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Lựa chọn dòng đồ dùng điện có tính năng tiết kiệm điện năng.
Hoặc chúng ta dựa vào tiêu chí lựa đồ dùng điện có xuống hay sao cho nhận năng lượng nhiều hơn. Các em lưu ý, công suất định mức sẽ giúp cho chúng ta tính được điện năng tiêu thụ định mức của đồ dùng điện đó. Nếu như mà đồ dùng điện có công suất định mức càng nhỏ thì điện năng tiêu thụ càng ít và ngược lại. Điện năng tiêu thụ định mức của một đồ dùng điện được tính bằng công suất định mức và thời gian hoạt động của đồ dùng điện đó. Để tiết kiệm được điện năng thì chúng ta nên lựa chọn các công suất và đồ dùng điện phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta. Sau khi chúng ta đã nhắc lại một số lý thuyết trong chủ đề 3 và chủ đề 4, thì các em có thể xem trong đề cương các câu hỏi về trắc nghiệm và tự luận. Trong phần cấu trúc của đề thi sẽ có 2 phần. Phần tự luận sẽ chiếm 6 điểm, phần trắc nghiệm sẽ chiếm 4 điểm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong nội dung môn tập tự luận. Bạn A có một chiếc quần màu vàng. Bạn A nên lựa chọn áo có màu sắc như thế nào cho phù hợp? Như chúng ta đã học về trong nội dung 2 của chủ đề 3 về phần trang phục, khi mà chúng ta muốn lựa chọn trang phục theo gam màu sắc thì chúng ta sẽ dựa vào các tiêu chí sau đây. Tiêu chí đầu tiên đó chính là chọn những trang phục có màu sắc tương phản với nhau trên cùng một vòng màu, như các em có thể quan sát trên hình. Màu sắc tương phản của màu vàng đó chính là màu tím. Vậy chúng ta có thể một ý đầu tiên. Chúng ta có thể lựa chọn cho bạn áo có gam màu sắc là màu tím. Tiếp theo, chúng ta sẽ có nhóm phối đồ dựa vào các hai màu kết cận bên nhau trên vòng màu. Thì như trên vòng màu các em có thể thấy được những màu kết cận bên màu vàng. Điển hình nhất chúng ta có thể thấy ngay đường mũi tên màu đen đó chính là màu xanh lá. Và cách phối đồ thứ 3 cũng là một cách phối đồ tương đối đơn giản ha, và chúng ta hay sử dụng nhất trong đời sống, đó chính là phối hợp giữa các sắc độ khác nhau của cùng một màu. Khi chiếc quần của bạn có màu vàng thì chúng ta lựa chọn gam màu vàng nhạt hơn hoặc màu vàng đậm hơn so với chiếc quần màu vàng của bạn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ chọn một gam màu đơn giản và có thể phối được với tất cả các bảng màu, đó chính là màu trắng. Khi chúng ta không sử dụng màu trắng thì ngoài ra chúng ta còn có thể kết hợp giữa màu đen với màu vàng. Ngoài việc chúng ta lựa chọn trang phục dựa vào màu sắc như cô vừa hướng dẫn thì các em cần phải lưu ý về các vật dụng đi kèm như là mũ, khăn quàng hoặc giày, dép, thắt lưng thì làm sao cũng được, cũng phải hài hòa với màu sắc giữa và kiểu dáng của quần và áo để tạo nên sự đồng bộ cho trang phục để giúp cho chúng ta thêm đẹp hơn. Đến với câu hỏi thứ 2. Nêu tên đồ dùng điện có trong hình và các thông số kỹ thuật của đồ dùng điện đó. Các em quan sát hình A. Hình A là bình thủy điện. Đối với loại bình này, các em có thể bắt gặp nhiều nhất ở các cửa hàng tiện lợi. Bình thủy điện có chức năng là đun sôi và giữ nóng. Các thông số kỹ thuật của bình thủy điện các em có thể quan sát trên hình ha. Chúng ta thấy được 3 thông số kỹ thuật. Thông số kỹ thuật đầu tiên đó chính là điện áp định mức, hay nói cách khác là dòng điện sử dụng là 220V. Và công suất định mức của bình thủy điện này là 735W. Dung tích của bình thủy điện là 3,5 lít. Đây là các thông số kỹ thuật cơ bản nhất được hiển thị trên hình. Các em có thể quan sát tiếp hình B. Như trong hình các em có thể thấy được đây là một hình máy xay đa năng. Máy xay này sẽ giúp chúng ta xay các loại thực phẩm như là thịt hoặc các loại rau, củ, quả và các loại đậu hạt. Thì trên hình ảnh nó sẽ có 3 thông số kỹ thuật các em có thể thấy được ha. Thông số kỹ thuật đầu tiên đó chính là thể hiện điện áp định mức cũng là 220V như hình A.
Công suất định mức sẽ có thay đổi so với hình A. Công suất định mức ở máy xay đa năng là 800W và dung tích của máy xay đa năng này là 3 lít. Theo như các em, để có thể lựa chọn được trang phục phù hợp và đẹp thì em cần lưu ý như thế nào khi lựa chọn trang phục theo thời trang? Như chúng ta vừa ôm ha, đầu tiên thì chúng ta phải lưu ý là xác định được đặc điểm vóc dáng của cơ thể người mặc. Sau khi xác định được vóc dáng cơ thể rồi thì chúng ta sẽ xác định tới xu hướng thời trang hay nói cách khác là phong cách thời trang. Lựa chọn thứ ba là lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với môi trường hoạt động và điều kiện tài chính. Lưu ý thứ tư là lựa chọn màu sắc, kiểu may phải phù hợp với vóc dáng của cơ thể. Lựa chọn thứ năm, lưu ý thứ năm đó chính là lựa chọn các vật dụng đi kèm phải phù hợp với trang phục quần áo của chúng ta đã mặc để thể hiện được sự đồng bộ hài hòa. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu ba câu hỏi tự trong phần tự luận thì về nhà các em có nhiệm vụ là học và xem hai câu hỏi tự luận tiếp theo trong đề cương và làm cho cô các câu hỏi trắc nghiệm trong đề cương và chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 2 sắp tới. Trợ của các em, chúc các em làm bài kiểm tra tốt trong kỳ thi sắp tới. Chào các em và hẹn gặp lại.